Thưa quý vị và các bạn, xuân Nhâm Dần này, bà con ở nhiều thôn bản vùng cao vui hơn bởi niềm mơ ước có điện lưới quốc gia từ bao đời nay đã trở thành hiện thực. Vâng, có điện, cuộc sống của người dân đã đổi thay trông thấy. Đây sẽ là động lực để bà con vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no. Phản ánh của phóng viên thời sự tại bản Hủy Biết, xã Mường Tùng, huyện Mường Trà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây chính là trạm biến áp của bản Hủy Biết, xã Mường Tùng, huyện Mường Trà. Địa điểm này thì cách trung tâm huyện Mường Trà 70 km. Chính vì đường xá xa xôi, địa hình hiểm trở nên đến thời điểm hiện tại thì bản Hủy Biết mới được đóng điện lưới quốc gia. Hôm nay là ngày 24 tháng Chạp âm lịch, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Chính vì thế, người dân của bản Hủy Biết sẽ có điện lưới quốc gia trước Tết Nguyên đán và sẽ được đón một mùa xuân mới dưới ánh điện của niềm vui của mùa xuân. Bản Hủy Biết, xã Mường Tùng, huyện Mường Trà có trên 30 hộ dân với gần 200 nhân khẩu. Sau khi công tác đóng điện được hoàn thành, bà con nhân dân được cán bộ của Điện lực Mường Trà hướng dẫn tuyên truyền về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời khuyến cáo các hộ dân không nên tự ý thực hiện các công việc trên đường dây trung áp 35 kV, trạm biến áp hoặc các công việc có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện đối với đường dây trung thế. Năm nay tôi 75 tuổi, đã nhiều năm mong chờ có điện lưới để sử dụng. Năm nay có điện vào dịp Tết nên tôi rất vui. Tôi cũng rất vui khi nhà nước đầu tư điện lên cho bà con nhân dân bản Hủy Biết, và cũng là sang gần Tết rồi, bà con nhân dân rất vui mừng và phấn khởi khi được nhà nước đầu tư điện lên cho bạn. Cùng chung niềm vui với bà con nhân dân bản Hủy Biết, còn có hơn 150 hộ dân thuộc ba bản Hủy Sáy, Nậm Piền, Nậm Cang thuộc xã Mường Tùng, huyện Mường Trà cũng đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Sau gần 3 tháng tích cực thi công, đến nay công trình cấp điện cho các bản vùng cao này đã hoàn thành với tổng 9.200m đường dây 35 kV, 4.540m đường dây 0,4 kV, 4 trạm biến áp với tổng công suất 163 kV-ampe. Đây là chương trình thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do Sở Công Thương là đơn vị chủ đầu tư. Trong năm qua thì Sở Công Thương cũng đã chủ động tích cực để triển khai thực hiện cái chương trình điện nông thôn, và với cái mục tiêu mong muốn là với cái cấp điện cho khoảng 2.703 hộ dân. Trong năm qua thì cũng đã vượt qua những khó khăn về tình hình thời tiết, nhất là cái ảnh hưởng của cái đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến trước âm lịch năm 2022 thì Sở đã hoàn thành cái việc mà đóng điện cho khoảng 2.021 hộ dân trước Tết âm lịch năm Nhâm Dần năm 2022. Đến nay thì đã hoàn thành cái việc mà đã đóng điện trên địa bàn các cái huyện như Tùa Chùa, Mường Trà, thành phố Điện Biên Phủ. Dự kiến thì trước Tết âm lịch này, Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh cái tiến độ thi công để làm sao mà dự án cấp điện nông thôn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, người dân một số các cái vùng dự án để thực hiện là có điện để phục vụ nhân dân trong cái việc mà đón Tết Nguyên đán năm 2022. Việc cấp điện lưới quốc gia đến các bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa ngay trước Tết Nguyên đán không những góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn nâng cao dân trí của người dân, đồng thời tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết đến xuân về.